Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đoàn lễ của Hội nạn nhân chất độc da cam do ông Chu Xuân Tuyên làm trưởng đoàn dâng lễ vào lễ thánh. Cảm ơn chị em trong Hội Phụ Nữ với tiết mục mở đầu vô cùng ý nghĩa. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể nhân dân, có thể nói một trong những đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam chính là hát chèo. Với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa, kết hợp với cách nói ví von, giàu tính tự sự, trữ tình, đã đi sâu vào đời sống người dân Việt Nam từ thế kỷ 10 đến nay. Chèo phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân tộc Việt Nam, lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị, nhưng tràn đầy ý chí kiên cường và tinh thần tự hào dân tộc. Tiếp nối những giai điệu mùa xuân vừa rồi, kính mời quý vị cùng thưởng thức một làn điệu chèo cổ Đào Liễu đặc sắc, được đặt lời mới và biểu diễn bởi nghệ sĩ Kim Xuyến, bài hát với nhan đề Lời chúc của mùa xuân. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Đỏ thắm hoa đào, mai vàng khoe sắc đón chào mùa xuân. Bên nhau hạnh phúc quây quần, hương thơm lan tỏa trước sân rộn ràng. Đào thắm mai vàng, xuân sang chúc nhau bình an. Xuân đến xa xa
tộc Việt Nam. Khúc chèo quê tha thiết ngân vang, ngày hội đoàn kết khúc ca rộn ràng. Việt Nam trang sử huy hoàng, niềm vui lan tỏa bản làng gần xa. Lập hòa bình, hãy nghĩ phúc giàu sang nụ cười, ánh mắt phơi vơi hân nỉ hoan. Trung Bắc ly bi cầu, ngày hội văn dòng văn hóa, văn hóa Việt linh thiêng. Từ mục Nam Quan tới mũi Cà Mau, 54 dân tộc bên nhau kết đoàn, cùng chung cờ đỏ sao vàng, vì một đất nước Việt Nam đẹp giàu. Dài non sông 54 dân tộc, ngày hội kết đoàn cùng mỹ nắm tay nhau nghĩa tình, tròn vẹn trên dưới trước nghỉ sau. Hai tiếng Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn các cụ trong hội người cao tuổi. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân, và tiếp nối với tinh thần ấy của hội người cao tuổi, sau đây xin trân trọng kính mời ông Vũ Đức Toàn lên có một bài thơ và thể hiện niềm vui và tình cảm của mình trong ngày hội lớn của quê hương hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thay mặt Đảng, chính quyền, sở, ban ngành của huyện, tỉnh, xã, kính thưa các cụ cao tuổi, đặc biệt hôm nay về dự, chúng tôi còn thấy có các cụ nhiều đời của hậu duệ làng Tam Dị, nay là thôn Trưng Chắc, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, hậu duệ của đời cụ Phan đã về dự cùng toàn thể nhân dân về dự lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Bắc Kênh Cầu vào đúng thời điểm Đảng ta 94 tuổi, 75 giải phóng Điện Biên, 49 năm thống nhất đất nước. Trong niềm vui hạnh phúc này còn niềm vinh dự nữa
là vừa tròn 100 năm vua Khải Định mừng thọ tuổi 40 năm 1924, mừng thọ lần thứ 3 cho đền Bắc Kinh Cầu, và năm nay là 2024. Trong niềm vui xúc động của toàn dân, tôi có một bài thơ chúc mừng đền Kinh Cầu đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Xin đề nghị các quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa lão ông, thái bà, kính thưa khách tỉnh, huyện xa, xã gần, nhân dân đoàn kết quây quần, cờ hoa dâng lễ, hương trầm, khói bay cao. Kênh cầu biết mấy tự hào, bao năm mơ ước được trao bảng vàng. Đền Thánh Mẫu, ba thần hoàng, giúp nước chống hạn, dân làng vượt lên. Ơn nhờ đảng bác không quên, nhà cao, đường rộng, mơ tiên lay thành. Con cháu học rộng, tài danh, vượng hưng tâm đức đảng dành cho dân. Giáp Thìn đón bằng đầu xuân, di tích lịch sử đền thần. Năm nay, ngàn năm mong đợi từng ngày, niềm vui hạnh phúc đong đầy vinh hoa. Vừa tròn thiên niên kỷ qua, khánh thọ Khải Định sắc vàng vua phong. Toàn dân chung sức đồng lòng, theo đảng đánh đuổi thù trong giặc ngoài. Phát huy truyền thống nhân tài, xứng danh hậu duệ Phan Hoàng tiến lên. 16 liệt sĩ ghi tên, anh hùng một mẹ đứng trên hàng đầu. Quê tôi gương mẫu đầu tàu, chính trị văn hóa mạnh giàu đi lên. Từ ngày có đảng vững bền, tâm linh xây dựng đền chùa nguy nga. Niềm vui phấn khởi tuổi già, đón bằng di tích thật là vinh quang. Thơ ca múa nhạc ngân vang, ơn sâu nghĩa lặng, dân làng khắc ghi. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị, sau khi những thập kỷ của những năm 90 được đảng và chính phủ cho phép mở rộng những khơi di tích lịch sử của từng địa phương, thì năm 1991 địa phương chúng tôi bắt đầu khôi phục lại xây dựng khu tâm linh này. Từ đó liên tục đã được phát triển cho đến năm 2016 là chúng tôi 2016 xây dựng khu đền thờ Tam Công, và 2017 xây dựng như vậy là khu đền mẫu. Đến hôm nay đã là tọa nguyện mà được nhà nước cấp bằng cấp tỉnh, cho nên đó là một điều đáng vinh dự cho quê hương thôn Bắc Kinh Cầu. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp của toàn thể nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trân trọng cảm ơn ông Vũ Đức Toàn với một bài thơ vô cùng ý nghĩa và những chia sẻ về quá trình tôn tạo khu di tích của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các quý vị tới dự buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay, thực sự đó là một sự kiện đặc biệt, trọng đại và hiếm có đối với người dân thôn Bắc Kinh Cầu chúng ta. Có đúng không ạ? Nếu đúng, xin kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân hãy cho một tràng vỗ tay ạ. Và nhờ sự kiện đặc biệt ngày hôm nay thì các tổ chức và cá nhân có mang tới buổi lễ chúc mừng những lẵng hoa và những món quà vô cùng ý nghĩa. Sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu lẵng hoa và quà chúc mừng của chùa Phúc Quang thôn Kênh Cầu. Xin kính mời và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn Bắc Kênh Cầu lên nhận hoa. Tiếp theo xin mời lãng hoa và quà chúc mừng của cán bộ nhân dân thôn Trương Kênh Cầu. Xin trân trọng kính mời.
Sơn xin trân trọng kính mời đoàn cựu chiến binh thôn Bắc Kênh Cầu lên tặng hoa và quà chúc mừng. Theo xin mời cổ hưu thôn Bắc Kênh Cầu lên tặng hoa chúc mừng. Xin được kính mời tổ hưu thôn Bắc Kênh Cầu lên tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời lãng hoa của Phạm tộc thôn Bắc Kênh Cầu. Chúc mừng cho buổi lễ, trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu gia đình ông bà Nghĩa Nhái lên tặng hoa chúc mừng. Chương trình xin trân trọng kính mời gia đình cùng con cháu ông Phạm Mạnh Khởi thôn Bắc Kênh Cầu lên tặng hoa chúc mừng. Trân trọng giới thiệu tới dự buổi lễ ngày hôm nay có cụ Khương Văn Thông, nguyên bí thư huyện ủy Văn Lâm, cụ Chu Đức Nhật, bí thư trưởng thôn Tuấn Dị cùng toàn thể các cụ Hương Lão Đình Bơi thôn Tuấn Dị đã tới dự và có lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đoàn lên tặng hoa. Xin trân trọng cảm ơn những sự quan tâm, những lãng hoa tươi thắm để làm cho buổi lễ ngày hôm nay càng thêm rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được hân hoan vui mừng chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về tham dự lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Bắc Kênh Cầu ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi, người dẫn chương trình, xin gửi tới toàn thể các quý vị cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và chúc cho buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước ta là một quốc gia mang thật nhiều những giá trị lịch sử hào hùng. Đi qua biết bao thăng trầm của lịch sử thì giá trị ấy vẫn còn sừng sững trường tồn trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam.
ghi dấu đậm nét trong những trang sách sử, và đặc biệt hơn cả và có sức thuyết phục hơn cả là thể hiện trong những di tích lịch sử trải khắp từ Bắc vào Nam trên đất nước ta. Di tích lịch sử là biểu tượng góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, là những minh chứng sống động, là tiếng vang của quá khứ. Di tích lịch sử còn là nơi để chúng ta tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên, biết ơn những người có công với đất nước, thực hành đạo lý, lẽ sống và truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc, góp phần vào việc gìn giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, không để hòa tan trong thế giới hội nhập hiện nay. Những giá trị to lớn ấy, sau hàng trăm năm hay hàng ngàn năm đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bị phai nhạt, bởi từ lâu Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương, chính sách đầu tư nguồn lực để dốc lòng bảo vệ, gìn giữ những diện mạo hồn cốt của tổ tiên cha ông để không bị phai nhòa theo năm tháng. Vì cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Đền Bắc Kinh Cầu là nơi tôn thờ Mẫu Nguyệt Nương cùng ba vị Tùy Thủy Thần. Các vị là những phúc thần, là người có công âm phù, giúp cho mưa thuận, gió hòa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trải qua nhiều triều đại, các vị đều linh ứng hiển hách, quốc đảo, dân cầu đều ứng nghiệm, làm cho dân khang, vật thịnh. Cho nên các đời đế vương đều ban cấp sắc phong. Tại ngôi đền linh thiêng này, hiện nay vẫn còn lưu giữ một số sắc phong quý giá, cùng với những hiện vật có giá trị lịch sử khác. Vô cùng vinh dự và tự hào, năm 2023, đền Bắc Kinh Cầu đã chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh, ghi nhận là di tích, một công trình kiến trúc có giá trị tiêu biểu của địa phương. Nơi đây còn là nơi hội họp, sinh hoạt tín ngưỡng của dân làng. Hàng năm vào những dịp lễ hội đã diễn ra các hoạt động tín ngưỡng lành mạnh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với Mẫu Nguyệt Nương và ba vị Thủy Thần, bảo lưu những nghi lễ cổ của dân tộc và thắt chặt tinh thần đoàn kết của nhân dân trong làng. Lễ đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Bắc Kinh Cầu hôm nay là một sự kiện vô cùng trọng đại. Toàn thể nhân dân trong làng đã nô nức hân hoan tham gia vào dịp lễ hội đặc biệt hiếm có này. Trước khi đến với những nghi lễ chính thức của chương trình, xin kính mời toàn thể quý vị cùng bà con nhân dân hướng lên sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc do chính những người con quê hương Bắc Kinh Cầu dày công chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tương Phùng Tương Ngộ qua tiếng hát của Liền Anh Công Bống và Liền Chị Hồng Ngát, để chúng ta cùng nhau đắm chìm vào những giai điệu ngọt ngào và cùng cảm nhận những giá trị đặc sắc và độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể này. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Lẻ loi chim nhạn sầu bay, lâm canh thơ thần lâm canh đợi chờ, bao giờ cho đến bao giờ, bao giờ gặp mặt bao giờ sánh đôi. Vâng, xin Liền Anh Liền Chị xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử, các cụ cao niên hai giới và bà con nhân dân một dân ca quan họ là Tương Phùng Tương Ngộ. Mời quý vị cho một tràng pháo tay để cho ca sĩ chúng tôi ạ. Tương Phùng là khi nay tương ngộ rồi lên cỏ vắng vẳng tiếng tơ tình. Lần trần mà canh năm canh chiếm vào lại, lần trần mà canh năm canh. Họp mặt là đôi xanh đôi, anh biết đến bao giờ
họp mặt là đôi xanh đôi. Tài kia trôi tình ta, tình đẹp tình ta, nghĩa lặng vào ra. Không phải sau đêm thì xin ba sinh, chưa cũng không phải sau đêm thì xin ba sinh. Cùng là khi nay tương ngộ xuôi lên đó văng vẳng tiếng tơ tình chiêng đi vào lại lần trận mà canh năm canh chiêng đi vào lại lần trận mà canh năm canh bên đi bạn oanh ơ bên đi bạn oanh hùng thừa răng thanh thương nhớ sầu oanh thương nhớ sầu oanh lẻ loi chi nhàn ơi bạn ơi tình ơi là anh biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh đôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh đôi đôi tình ai đôi tình ta tình đẹp là tình ta nghĩa lặng bao giờ xuôi lên hòa
Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn với một màn biểu diễn rất là hoành tráng và mang lên sân khấu của chúng ta và nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của bản thân mình. Kính thưa quý vị, có thể nói ở những lễ hội truyền thống là nơi mà không chỉ chúng ta biểu diễn, thưởng thức những giai điệu truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà ở nơi đây còn chính là nơi để chúng ta gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Để dù cho có nghìn năm bắc thuộc thì cái bản sắc văn hóa đó cũng không thể nào bị hòa tan. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu với các quý vị cùng toàn thể bà con một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền tiếp theo, đó chính là hát văn. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng đạo mẫu. Sau đây sẽ là một bài hát văn ca ngợi Chầu Năm Suối Lân, là vị thánh chầu thứ 5 trong hàng tứ phủ thánh chầu. Danh hiệu Suối Lân Công Chúa, Chầu vốn là người Nùng, sống dưới thời Lê Trung Hưng. Theo lệnh vua cha trấn giữ vùng cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, Chầu dạy dân cách làm ăn, dạy cách đi rừng, làm nương, dệt vải. Tấm lòng thương dân của Chầu đã khiến cho người dân nơi đây vô cùng yêu mến và kính phục, khiến cho cỏ, cây, hoa lá, suối rừng đều vui mừng dưới mỗi bước chân của người. Tiết mục múa do đội văn nghệ Hội Nông Dân biểu diễn, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về đồng làm lễ dâng nhang, dâng lên tam bảo.
xin cảm ơn đội văn nghệ của Hội Nông Dân đã mang đến cho chúng ta một không khí hết sức là náo nhiệt, và những nghệ sĩ là đã cống hiến hết mình trên sân khấu, có đúng không ạ? Đề nghị quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, kính thưa toàn thể nhân dân, diễn sướng Hầu Đồng là một nghi lễ hết sức đặc biệt, mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt chúng ta. Nghi lễ này đã được UNESCO vinh danh và được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và một lần nữa xin cảm ơn Hội Nông Dân đã thể hiện một phần của nghi lễ đặc sắc này trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Cầu xin Thánh Mẫu âm phù tương trợ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người nhà nhà sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh. Tiết mục này cũng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Bắc Kinh Cầu hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đón xem. Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ không chuyên đã mang đến cho chúng ta một chương trình văn nghệ đặc sắc. Và trước khi dừng lời, một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lễ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Bắc Kinh Cầu xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Xin trân trọng các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân an toàn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, hòa chung trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, cả nước nói chung, xã Đồng Than nói riêng, đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, và đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nhằm giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa với tinh thần tôn vinh và tri ân những danh nhân có nhiều công lao lớn với nước, với dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hôm nay, tại đền làng thôn Bắc Kinh Cầu, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, xã Đồng Than long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đền Bắc Kinh Cầu theo quyết định số 1559 ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Về dự buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý, đại biểu ở tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí cán bộ Ban Quản lý Di tích tỉnh đề nghị nhiệt liệt chào mừng.
đại biểu ở huyện, xin trân trọng được giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Khương Văn Thông, nguyên bí thư huyện ủy Văn Lâm, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Vui, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Thị Hiền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh, Văn phòng huyện ủy về dự tương đối đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu ở xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Huy Dũng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Thị Hà, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Nam, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban di tích xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức, công an xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đại biểu ở cơ sở thôn. Trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng thôn, chi ủy thôn, cùng toàn thể cán bộ, nhân dân, những người con quê hương đang làm việc và công tác ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay cũng sắp xếp thời gian về dự buổi lễ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin thông qua nội dung chương trình của buổi lễ. Một, đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng. Hai, ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình của buổi lễ. Ba, giới thiệu đại biểu, đại diện tặng hoa chúc mừng. 4. Thông qua báo cáo tóm tắt lịch sử khu di tích. 5. Công bố quyết định xếp hạng di tích. 6. Trao và nhận bằng xếp hạng di tích. 7. Lãnh đạo cấp trên phát biểu. 8. Cảm ơn và nhận nhiệm vụ cấp trên giao và kết thúc buổi lễ. 9. Rước bằng vào di tích. 10. Dâng hương. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Xuân Ư, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lên điều hành nội dung tiếp theo của buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương, ban tổ chức lễ đỗ bằng xếp hạng cấp tỉnh đền Bắc Kinh Cầu rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý di tích tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo chuyên viên Phòng Văn hóa huyện Yên Mỹ đến dự và chúc mừng.
xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay mặt đoàn đại biểu của tỉnh lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban xã, trưởng ban di tích lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị hội nghị chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn đại biểu của huyện Yên Mỹ nên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị hội nghị chúng ta nổ tràng vỗ tay chúc mừng. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời đồng chí Lê Huy Dũng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã và các ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã Đồng Than nên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị chúng ta nổ tràng vỗ tay chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Bắc Cây Cầu có đãng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại diện cán bộ và nhân dân thôn Bắc Kinh Cầu. Biểu khách quý, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Văn hóa, Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các phòng ban của huyện, các đại biểu xã cùng các vị đại biểu khách quý đã đến dự và có hoa và chúc mừng buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương, tiếp theo chương trình buổi lễ, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban xã, thay mặt ban tổ chức nên thông qua báo cáo tóm tắt lịch sử khu di tích. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Được sự nhất trí của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, hôm nay đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Than long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với tập thể lãnh đạo và nhân dân toàn xã, là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các bậc tiền nhân. Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Đồng Than, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sau đây tôi xin báo cáo tóm tắt giá trị lịch sử, kiến trúc
cũng như việc bảo vệ, phát huy giá trị của di tích đền Bắc Kinh Cầu. Đền Bắc Kinh Cầu hay còn gọi là đền Bà, đền Thánh Mẫu, tọa lạc tại thôn Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Về giá trị lịch sử, căn cứ vào thần tích, sắc phong hiện còn lưu giữ tại đền và theo lời kể của các cụ cao niên trong thôn, đền Bắc Kinh Cầu là nơi tôn thờ Mẫu Nguyệt Đương và ba vị thủy thần Hoàng Hải Long Vương, Ất Lã Long Vương và Lã Lang Long Vương. Các vị có công âm phù giúp cho mưa thuận, gió hòa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong cuốn Thần Tích, làng Bắc Kinh Cầu chép lại rằng, vào thời vua Trần Thái Tông ở xã Kinh Cầu, huyện Tế Giang, phủ Thuận An, đạo Bắc Giang, có một gia đình họ Hoàng, tên Húy là Độ, lấy vợ là bà Phan Thị Quế, người xã Tam Tốn, huyện ta. Hai vợ chồng ông bà kết tóc xe tơ, uyên ương hòa hợp, làm nhiều việc thiện. Ngoài 40 tuổi mới sinh hạ được một người con gái, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, sinh vào giờ Ngọ, ngày 11 tháng 8. Không may năm đó ông bị bệnh qua đời. Từ ấy thái bà một mình nuôi con và đặt tên là Nguyệt Nương. Năm 18 tuổi, Nguyệt Nương đức hạnh nhu mì, dung nhan yểu điệu. Năm 21 tuổi, tài sắc hơn người, thế gian chẳng ai bằng. Đến thượng tuần tháng 4 năm Canh Thân, chợt thấy nước sông nổi lớn đầy nhà, trong nhà lõm xuống một cái hố tròn giống như miệng giếng. Đêm ngày mùng 4, đột nhiên trời đất tối sầm, mưa to gió lớn, nước sông ùn ùn tràn vào trong ấp, lại nghe trong nhà có tiếng ù ù chẳng dừng. Đến ngày hôm sau, nước sông rút hết, thái bà thấy trong nhà có 3 quả cau, 3 lá trầu bằng vàng để trên bàn sáng rực, không thấy con đâu. Rất sợ hãi thì được báo Nguyệt Nương cùng với Long Vương có duyên nên mang sính lễ chứ chẳng có gì kỳ quái. Được 3 tháng 10 ngày, thấy nước sông chia đôi bờ, Nguyệt Nương cưỡi sóng quay về, mình mang thai đủ 10 tháng thì sinh hạ một bọc ngũ sắc. Nguyệt Nương sợ hãi, than thở, rồi chẫm mình xuống giếng trong nhà và mất, tức ngày mùng 7 tháng 2. Thái bà mang bào thai đến đặt trong vò được 3 ngày sau, bào thai lở ra 5 người con trai, diện mạo, hình dáng, thân thể giống như rồng. Thái bà đặt tên là Hải Công, Ất Công, Lang Công, Tế Công và Hồng Công. Từ đó về sau, 5 ông cùng thái bà sống nương tựa vào nhau. Bấy giờ 3 ông Hải Công, Ất Công và Lang Công tính vốn thích nước thuộc giống rồng, ngày đêm bơi lội trên sông biến hóa như rồng, ẩn hiện như rắn, ẩn mình người thường khó mà biết được. Nhà vua biết đến đích thân cưỡi thuyền rồng về xem thì thấy 3 ông đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Trong ngày hôm ấy chợt thấy đất trời tối sầm, mưa to gió lớn nổi lên không ngớt, mặt nước sông nổi cuồn cuộn như sóng, mây vẩn che kín bầu trời, dưới đất toát lên linh khí của rồng. 3 ông cùng cưỡi rồng và hóa trên sông, tức ngày mùng 10 tháng 6. Vua nghe vậy thấy lạ, thấy làm lạ, liền truyền cho người dân trong xã chia nhau dựng đền cùng 4 miếu thờ phụng và ra ban cho xã ta 300 quan tiền, 100 suất lụa vàng, 10 lạng bạc trắng để lo cúng tế 2 mùa xuân thu. Lại chuẩn miễn cho việc binh lương tô thuế trong vòng 3 năm, ban phong mỹ tự thần thượng đẳng tối linh phúc thần, cùng với đất nước chung hưởng sự yên ổn mãi mãi là khuôn phép muôn đời. Xong đến đời vua Anh Tông triều Trần, khai sáng lập nghiệp, chợt gặp thiên tai 3 năm đại hạn, thiên hạ đói khổ. Vua lo lắng hay ngước lên trời cầu khẩn các vị thần giúp sức. Vua nghe rằng chiều trước có Long Vương vốn giống rồng rất linh ứng, thường hay hiện ở Kinh Cầu. Vua hạ giá đến ngôi đền chính làm lễ cầu khấn. 3 ngày sau, mưa to gió lớn, thiên hạ đều vui sướng. Vua lập tức ban phong mỹ tự hộ quốc anh ninh thượng thượng đẳng tối linh phúc thần, cùng đất nước muôn đời hương hỏa không dứt. Hiện nay
Mẫu Nguyệt Nương còn được thờ tại làng Tuấn Dị, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Bà có công hiển ninh giúp sức cho Phúc Sinh Đại Vương thời Hùng Duệ Vương đánh thắng quân Thục xâm lược, giữ yên bờ cõi, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài ra, đền Bắc Kinh Cầu còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương, gắn liền với các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến, đền được sử dụng là nơi hội họp trú ẩn của các đồng chí cách mạng khi về địa phương hoạt động, là địa điểm tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước. Có thời điểm, đền được sử dụng làm trường học cho con em trong làng. Về giá trị kiến trúc, tương truyền đền được khởi dụng từ rất sớm, sau khi ba vị Long Vương hóa, nhà vua hạ lệnh cho nhân dân trong xã lập đền miếu thờ ngay tại căn nhà nơi các ông ở trước đây. Tuy nhiên, năm 1964, đền bị phá dỡ, lấy gỗ làm kho thóc. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng nhân dân nơi đây, đền Bắc Kinh Cầu được tiến hành trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang. Hiện tại, đền có bố cục mặt bằng tổng thể hình chữ đinh, gồm 5 gian tiền tế, 2 gian hậu cung và 1 gian nhà mẫu. Mặt tiền đền quay hướng đông, các cấu kiện và thành phần kiến trúc được làm theo phong cách kiến trúc truyền thống. Tại di tích còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như một bản thần tích, thần sắc được ghi chép lại năm Vĩnh Hựu thứ 2, 1736, 3 bản sắc phong niên hiệu Khải Định thứ 9, năm 1924, 1 hòm sắc, 1 bộ tam tự, 1 giá văn. Đây là những di sản chất in dấu những sức và bàn tay lao động của bao thế hệ nghệ nhân và mồ hôi tâm huyết của nhân dân hợp thành, là sự đóng góp sức người, sức của các thành viên trong cộng đồng, làng xã. Về giá trị văn hóa, đền Bắc Kinh Cầu là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong thôn, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Hàng năm, tại di tích còn tổ chức lễ hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm, vui tươi, phấn khởi để tưởng nhớ đến công lao của các vị thần, vừa là dịp sinh hoạt cộng đồng, phản ánh đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là nơi tuyên truyền giáo dục mọi người dân về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Về quá trình trùng tu tôn tạo phát huy giá trị di tích, đền Bắc Kinh Cầu được khởi dựng từ sớm sau khi ba vị Long Vương hóa, nhà vua hạ lệnh cho nhân dân trong xã lập đền miếu thờ ngay tại căn nhà nơi các ông ở trước đây. Tuy nhiên, đến năm 1964, đền bị phá dỡ, lấy gỗ làm kho tóc. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng nhân dân nơi đây, đền Bắc Kinh Cầu được tiến hành tu bổ tôn tạo ngày càng khang trang hơn. Cụ thể, năm 1991, chính quyền và nhân dân địa phương tiến hành tu sửa nhà thờ Mẫu Nguyệt tỉnh Công Chúa. Năm 2016, tu bổ tôn tạo tòa tiền tế và hậu cung. Hiện nay, ngôi đền được tu sửa khang trang, sạch đẹp, các hạng mục công trình đồng bộ, vững chắc. Ngôi đền thực sự trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh cho quần chúng nhân dân và du khách thập phương tới tham quan, chiêm bái. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay đây, cùng với lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh, cán bộ và nhân dân thôn Bắc Kinh Cầu long trọng tổ chức lễ hội truyền thống. Thay mặt cho Ủy ban nhân xã, Ban di tích lịch sử đền Bắc Kinh Cầu, tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đại biểu, khách quý. Trân trọng cảm ơn các tổ chức cá nhân có liên quan đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để di tích lịch sử đền Bắc Kinh Cầu được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Đồng thời, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống đền Bắc Kinh Cầu năm 2024. Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban di tích đền Bắc Kinh Cầu xin kính chúc các quý vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý,
cùng toàn thể nhân dân, du khách thập phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh và lễ hội truyền thống năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, chủ trưởng ban di tích. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Tân Khanh, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Yên Mỹ lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về xếp hạng di tích cấp tỉnh đền Bắc Kinh Cầu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương. Sau đây, tôi xin phép được công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đền Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, số 1559 Hưng Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2023, quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ nghị định 98 ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ, căn cứ các thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch số 09 ngày 14 tháng 7 năm 2011, số 18 ngày 28 tháng 12 năm 2022, số 09 ngày 14 tháng 7 năm 2011. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 88 ngày 19 tháng 7 năm 2023, quy định điều 1 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng. Điều 2, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Chủ tịch Trần Quốc Văn đã ký. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương. Sau đây, xin kính mời đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than, đồng chí Nguyễn Văn Trách, Bí thư chi bộ trưởng thôn Bắc Kinh Cầu lên nhận bằng xếp hạng di tích.
xin trân trọng kính mời đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên lên trao bằng xếp hạng di tích. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn đồng chí Phó đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên. Xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Than nói chung, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Bắc Kênh Cầu nói riêng. Xin mời ban tổ chức tiếp tục chương trình. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho địa phương. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ. Kính thưa đồng chí Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Hưng Yên. Kính thưa đồng chí Khương Văn Thông, nguyên bí thư huyện ủy, huyện Mỹ Văn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và khách thập phương. Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, ông cha ta đã xây dựng, gìn giữ, bảo vệ cho chúng ta những di sản văn hóa vô cùng quý báu. Những di sản này là minh chứng cho nền văn hóa Việt Nam phát triển qua từng thời kỳ lịch sử, đồng thời thể hiện nền văn minh của dân tộc. Rất vinh dự và tự hào, hôm nay chúng ta về đây để dự buổi lễ đón nhận danh hiệu cao quý đối với di tích đền Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than. Thay mặt Ủy ban dân huyện, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương đã có mặt trong ngày vui hôm nay. Sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và khách thập phương. Yên Mỹ là mảnh đất văn hóa và văn hiến. Khẳng định như vậy bởi vì hiện nay trên quê hương của chúng ta còn lưu giữ 207 đình, đền, chùa đang ngự tọa tại 17 xã, thị trấn. Trong đó có một bảo vật quốc gia, 22 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 36 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Trong 207 di tích của huyện nhà, có những di tích rất quan trọng như quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông ở xã Liêu Xá, quần thể di tích Bắc Nguyễn Văn Linh, danh Nguyễn Bình ở xã Giai Phạm, đặc biệt là nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2017. Trong những di tích này có những hiện vật vô cùng quý giá được tạo dựng gần 1.000 năm tuổi như tấm bia đá thờ Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, hay sập đá thờ tại đền Bà Chúa, thôn Tổ Hỏa được các nghệ nhân tài hoa tạo dựng điêu khắc phù diêu ở thế kỷ thứ 17-18. Cụ thể gần nhất là tấm bia đá tại chùa Diên Phúc, thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 88 công nhận bảo vật quốc gia vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Để tồn tại những di tích, di sản quý giá đến ngày hôm nay, công lao đầu tiên được ghi nhận là nhân dân và chính quyền ở cấp cơ sở, cùng với trách nhiệm của nhà nước trong việc tu bổ, tôn tạo những di sản quý báu đó. Ở huyện ta, nhiều năm nay đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt là trong năm qua thì Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên
đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục di tích xếp hạng đã bị xuống cấp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và khách thập phương, hầu hết các di tích lịch sử văn hóa ở huyện ta được tạo dựng khá lâu. Do thời gian và sự biến thiên thăng trầm của lịch sử, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Để tồn tại những di sản quý giá đến ngày hôm nay, công lao đầu tiên được ghi nhận là nhân dân và chính quyền cấp cơ sở cùng với trách nhiệm nhà nước trong việc tu bổ, tôn tạo những di sản quý báu đó. Ở huyện ta, nhiều năm qua đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa quan tâm hỗ trợ kinh phí tu bổ và tôn tạo nhiều hạng mục di tích gốc. Bên cạnh việc đầu tư của nhà nước, các di tích trong huyện được chính quyền địa phương, nhân dân và khách thập phương phát tâm công đức hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công cho việc tu sửa, tôn tạo, chống xuống cấp các di sản văn hóa. Đây là thể hiện tinh thần trách nhiệm của chúng ta trong việc xã hội hóa bảo vệ các di tích của địa phương. Trong năm qua, thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích xếp hạng trên địa bàn, Ủy ban dân huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Đối với các di tích xếp hạng quốc gia, ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng trên di tích, còn lại là nguồn xã hội hóa. Đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh thì ngân sách huyện hỗ trợ cao nhất là 200 triệu trên một di tích, ngân sách xã cao nhất 100 triệu trên di tích, còn lại là nguồn xã hội hóa. Và từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp trong huyện cũng đã tiếp tục quan tâm đầu tư hàng tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho việc tu bổ, nâng cấp những di tích xếp hạng đã xuống cấp trên địa bàn. Bên cạnh đầu tư của nhà nước và chính quyền các cấp, có sự đồng hành của nhân dân, người con quê hương và khách thập phương phát tâm công đức hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công cho việc tu sửa, tôn tạo, chống xuống cấp các di sản văn hóa. Đây là thể hiện tinh thần trách nhiệm của chúng ta trong việc xã hội hóa bảo vệ các di tích của địa phương. Xã Đồng Than có 7 thôn, tổng số có 14 di tích, đã có 5 di tích được xếp hạng. Trong đó, 3 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia là Đình Chùa Phạm Xá, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật năm 1993, Đình Xuân Tràng, di tích lịch sử văn hóa năm 1994, Đình Miếu Tráng Vũ, di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2020. Và 2 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh là Đình Đồng Than, di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2006, Đình Ốc Nhiêu, di tích lịch sử năm 2013. Bắc Kinh Cầu vốn là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến và các giai đoạn lịch sử của dân tộc, đền Bắc Kinh Cầu từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương, là nơi hội họp trú ẩn của các đồng chí cách mạng khi về địa phương hoạt động, là địa điểm tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước. Có thời điểm đền được sử dụng làm trường học cho con em trong làng. Ngày nay, di tích được tu sửa khang trang sạch đẹp, là nơi hội họp sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của các cụ cao niên và nhân dân trong thôn, đồng thời tổ chức giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ý thức giữ gìn di sản văn hóa của quê hương cho mọi tầng lớp nhân dân. Ngôi đền được biết đến như một nhân chứng lịch sử đặc biệt của địa phương, là biểu tượng của tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sự tri ân, lòng thành kính của người đời sau đối với các vị thần. Cùng với nhiều công trình kiến trúc khác trên quê hương Hưng Yên nói chung và huyện Yên Mỹ nói riêng, di tích đền Bắc Kinh Cầu còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của địa phương trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Hiện nay, ngôi đền được tu sửa khang trang, sạch đẹp. Các cấu kiện kiến trúc được làm theo phong cách kiến trúc truyền thống, các hạng mục công trình đồng bộ, vững chắc, gồm tiền tế 5 gian, hậu cung 2 gian, 1 gian nhà mẫu. Các cấu kiện và thành phần kiến trúc được làm theo phong cách kiến trúc truyền thống. Ngôi đền thực sự trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh cho quần chúng nhân dân và du khách thập phương tới tham quan, chiêm bái. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và khách thập phương, với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, đền Bắc Kinh Cầu đã được Ủy ban dân tỉnh ra quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Đồng Than. Tại buổi lễ trọng thể hôm nay,
trong niềm tự hào, niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Than, thay mặt Ủy ban dân huyện, tôi đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban quản lý di tích và nhân dân xã Đồng Than tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích, giữ gìn các lễ hội văn hóa truyền thống đúng với văn hóa địa phương, đồng thời theo đúng luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân trong và ngoài xã, chung tay góp sức để bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích Đền Bắc Kênh Cầu cũng như các di tích khác trên địa bàn của xã, của huyện. Để nơi đây xứng đáng là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi, xây dựng khu di tích trở thành địa chỉ giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống đoàn kết, truyền thống yêu nước, truyền thống nhân ái, truyền thống lao động, truyền thống hiếu học, hun đúc ý chí khát vọng, xây dựng quê hương đất nước, thịnh vượng, hùng cường cho các thế hệ người dân hôm nay và mai sau. Coi đó là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, để những giá trị văn hóa truyền thống là điểm tựa, là động lực để xây dựng xã Đồng Than ngày càng giàu đẹp, văn minh, để các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuối cùng, thay mặt Ủy ban dân huyện, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đại biểu lễ. Vừa rồi, chúng ta đã được nghe đồng chí Đào Thị Hiền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ phát biểu giao nhiệm vụ cho địa phương, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và toàn thể nhân dân thôn Bắc Kênh Cầu, Ban quản lý di tích đền Bắc Kênh Cầu xin được tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Đồng thời xin hứa với các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, chúng tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử đền Bắc Kênh Cầu ngày càng tốt hơn, để di tích xứng tầm với vị thế của một di sản văn hóa cấp tỉnh, gìn giữ lễ hội truyền thống đúng với bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quản lý hoạt động của di tích đi theo đúng luật của di sản văn hóa và các văn bản quy định của nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban Di tích, cùng cụ Nguyễn Văn Động, thay mặt cho các cụ cao niên trong thôn nên rước bằng vào di tích. Xin trân trọng kính mời.